Một đối tượng phạm tội giết người đã lẩn trốn truy nã 40 năm, thay đổi nhân thân và lấy vợ sinh con. Sống nhiều năm không vi phạm pháp luật, nhưng không qua mắt được cơ quan điều tra. Đối tượng là Nguyễn Văn Cửu, sinh năm 1953, quê quán thành phố Hải Phòng, hiện thường trú ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Theo hồ sơ vụ án, vào năm 1984, do mâu thuẫn nên Nguyễn Văn Cửu dùng gậy tre đánh chết ông TVCH tại trạm bơm Đốc Hậu thuộc xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Sau đó bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã. Tưởng rằng đã thoát khỏi lưới pháp luật, nhưng cử đã bị công an xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hải Phòng bắt giữ và bàn giao cho công an thành phố Hải Phòng xử lý theo quy định của pháp luật.